Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với băng tần của đài truyền hình IBC TV. Và tiếp theo là bản tin cho hay, nông dân Pháp chuẩn bị phong tỏa đường phố cho một cuộc biểu tình mới. Vào hôm thứ Tư, thì các cuộc biểu tình của nông dân Pháp đòi điều kiện sống và làm việc tốt hơn có thể gia tăng, trong khi những người nông dân chuẩn bị cho một ngày phong tỏa đường phố. Ở Caen-Landerre, miền nam của nước Pháp, nông dân đã phong tỏa một nền tảng cung cấp dịch vụ hậu cần do chủ siêu thị Leclerc điều hành, gây ra tình trạng tắc nghẽn lớn khiến cho xe tải không thể dỡ hàng. Họ đã nói rằng những người nông dân đã biểu tình suốt đêm phản đối giá lương thực và quá nhiều tiêu chuẩn tốn kém để tuân thủ, khiến cho họ không thể kiếm được thu nhập đủ sống. Người đứng đầu của Liên đoàn Nông nghiệp lớn nhất nước này đã cho biết vào hôm thứ Tư rằng việc phong tỏa đường bộ thậm chí có thể nhắm vào Paris. Các cuộc biểu tình đã bước sang tuần thứ hai sau khi tràn ra từ các nước láng giềng như là Đức, diễn ra khi các chiến dịch tranh cử ở Liên Âu đang tăng tốc. Tình trạng bất ổn là thách thức lớn đầu tiên đối với tân thủ tướng Gabriel Attal, và các cuộc biểu tình cũng đã chặn nhiều mạng lưới giao thông quan trọng ở miền nam nước Pháp trong tuần này, và có dấu hiệu cho thấy là những cuộc biểu tình đang lan rộng. Kính thưa quý vị, ngôi nhà trên cây trong rừng nhiệt đới này có phải là lớp học khắc nghiệt nhất thế giới hay là không? Kính thưa quý vị, khi mà Liên Hiệp Quốc kỷ niệm Ngày Quốc tế Giáo dục vào hôm thứ Tư, một lớp học trên cây đã xây dựng cao lên tới 32 mét trong tán rừng nhiệt đới Amazon, đang giúp giáo dục người lớn ở các cộng đồng bản địa xa xôi và cung cấp cho họ những kỹ năng mới để tránh xa các hoạt động khai thác mỏ, khai thác mới và khai thác gỗ bất hợp pháp. Kính thưa quý vị, được làm từ gỗ bền vững bao gồm cả những cây Amazon rụng tự nhiên, nơi nghỉ này có năng lượng mặt trời và internet vệ tinh tốc độ cao, cũng như là chỗ ở và phòng tắm để nghỉ qua đêm. Duran là phó chủ tịch Jungle Keepers, một tổ chức từ thiện bảo tồn địa phương chuyên bảo vệ vùng Madre de Dios của Amazon thuộc Peru, một trong những khu vực nguyên sơ và đa dạng sinh học nhất trên trái đất, đã cho biết, để xây dựng ngôi nhà trên cây chúng tôi phải mất 4 tháng, 30 người và họ đã làm việc cả ngày, 5 ngày, 1 tuần. Đối với chúng tôi, điều đó thật khó khăn, rất vất vả. Nhưng để xây dựng ngôi nhà trên cây cao 32 mét, cần rất nhiều nỗ lực và phải trải qua 141 bậc để lên đến đỉnh. Và một bodycam đã cho thấy cuộc giải cứu ngoạn mục đứa trẻ bị mắc kẹt trong ao đóng băng. Đoạn video bodycam đã ghi lại cảnh giải cứu ngoạn mục một đứa trẻ đã bị mắc kẹt trong ao đóng băng ở Jonesboro, Arkansas. Và đoạn video do sở cảnh sát ở đây công bố vào hôm ngày 23 tháng 1 cho thấy một sĩ quan cảnh sát chạy về phía ao và đã kéo đứa trẻ ra khỏi làn nước lạnh cống. Sở cảnh sát Jonesboro cũng cho biết trong một tuyên bố rằng bằng văn bản, đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra xem có vết thương nào do thời tiết lạnh hay không. Kính mời quý vị quay sang phần tin từ Việt Nam. Vẫn là dự án trên giấy, tuyến metro số 2 của Hà Nội đã cần tăng vốn gần gấp đôi. Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo của thủ đô Việt Nam hiện vẫn nằm trên giấy, giờ đây cần số vốn nhiều gấp đôi so với dự tính đặt ra hồi năm 2008. Nhiều báo trong nước đã đưa tin dẫn lại một tờ trình của chính quyền thành phố Hà Nội, theo tin trên Dân Trí, Lao Động và một số báo khác hôm 22 tháng Giêng. Ủy ban Nhân dân Hà Nội đã gửi văn bản đề nghị Thủ tướng Việt Nam điều chỉnh việc đầu tư cho chuyến tàu đô thị dài lên tới 11.5 km, còn có tên gọi là tuyến 2. Thay đổi lớn nhất mà Hà Nội xin được duyệt là tổng vốn đầu tư sẽ tăng hơn 81% từ mức hơn 19.5 ngàn tỷ đồng được duyệt hồi năm 2008 lên thành gần 35,6 ngàn tỷ đồng. Các báo trong nước như là Dân Trí, Lao Động, Cafe Biz, Cafe Land gọi đây là sự đội vốn sau hơn 15 năm không thể khởi công dự án. Kính thưa quý vị, các báo Việt Nam dẫn thông tin từ chính quyền Hà Nội tường thuật rằng những hạng mục
tăng vốn đầu tư nhiều nhất là chi phí cho xây dựng và thiết bị, phải cần thêm lần lượt là gần 6.7 ngàn tỷ đồng và hơn 2.7 ngàn tỷ đồng. Vẫn chính quyền Hà Nội lý giải rằng việc tăng tổng mức đầu tư do các thay đổi về quy mô, tỷ giá quy đổi, biến động về giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị, nhân công và tiền lương. Trong khi tổng mức đầu tư cũ đã được bên tư vấn tính toán, đã dựa trên mức đầu tư của các công trình tương tự ở một số nước như châu Á như là Thái Lan, Nhật Bản, Philippines, Ấn Độ từ thời những năm 2000. Không có thông tin về ngày khởi công dự án, nhưng các báo của Việt Nam đã trích dẫn lời của Ủy ban Nhân dân Hà Nội đề nghị rằng dự án sẽ được hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2029. Và tiếp theo cũng là bản tin từ Việt Nam. Các nhà vườn của thành phố Sài Gòn lo thua lỗ vì mai Tết đã nở sớm. Năm nay, thành phố Sài Gòn có thời tiết bất thường, cộng thêm năm nhuận đã khiến mai nở sớm. Nhiều nhà vườn đã lo lắng vì nguy cơ sẽ bị thua lỗ. Tất bật chăm sóc vườn mai hơn 2.000 cây, ông Huỳnh Văn Hải là chủ vườn mai Sáu Hải, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, đã buồn bã khi 30% cây trong vườn đã nở hoa. Con số này cao gấp 3-4 lần các năm trước, ông đã nói. Trong khi đó, ông Năm là chủ vườn mai cùng nơi cũng đã cho biết là gần 400 cây đang đua nhau trổ hoa, khiến cho 40% trên tổng số mai mùa Tết trong vườn. Nhiều chủ vườn khác ở thành phố Thủ Đức, trung tâm là cũng có tình trạng lo lắng chung vì vườn mai mỗi ngày nở bông càng nhiều, trong khi còn 2 tuần nữa mới tới Tết. Các nhà vườn cho rằng thời gian qua, thành phố Sài Gòn có thời tiết bất thường, xuất hiện các đợt mưa khiến nhiều cây mai trổ bông sớm. Ngoài ra, nay là năm nhuận nên số ngày canh tác kéo dài, nhiều cây có tỷ lệ đầu bông sớm đã bung nở. Không chỉ lo thua lỗ vì mai nở sớm, theo các nhà vườn, thì năm nay sức mua tiêu trên thị trường yếu cũng là thách thức lớn. Ông Sáu Hoàng ở Thủ Đức cũng cho biết là cho đến nay, giá thuê mai giữ nguyên, thậm chí giảm vì sức mua rất chậm, chỉ bằng 50% so với năm ngoái. Ngoài ra thì người tiêu dùng cũng thắt chặt chi tiêu nên ưu tiên chọn những cây có giá trị thấp, tầm vài 300 ngàn đến 5 triệu đồng mà thôi. Với những cây mai có giá thuê trên 10 triệu đồng, số lượng khách đặt giảm 40% so với năm ngoái. Do đó, nhiều nhà vườn đã cho biết là đang hạ giá thuê 5-10% so với mọi năm để kích cầu. Kính thưa quý vị, đây là phần tin cuối trong chương trình. Virginie VR đã tạo ấn tượng trong buổi biểu diễn thời trang cao cấp ở Chanel. Kính thưa quý vị, giám đốc sáng tạo của Chanel là Virginie VR đã tạo thêm sự thoáng đãng cho buổi trình diễn thời trang cao cấp xuân hè của nhãn hiệu sang trọng vào ngày thứ Ba, ngày 23 tháng Giêng. Với mạng che mặt mỏng và búi vải tweed bồng bềnh trên sàn diễn trải thảm, khán giả ngồi trong vòng tròn dưới một chiếc nút khổng lồ có đóng dấu logo của hãng. Từ trần nhà di chuyển xuống, nó thông báo bắt đầu buổi biểu diễn nghiêng về phía bục của các nhiếp ảnh gia, dẫn đầu đội hình nam diễn viên Margaret Qualley đều mặc đồ trắng. Cô mặc chiếc áo khoác vải tweed đặc trưng cho hãng được tô điểm bằng những chiếc cúc sáng bóng, túi vuông và cổ xếp nếp, kết hợp với quần tất trắng lấp lánh và một chiếc váy ngắn. Đôi sandal đã cao màu đen và chiếc nơ cài tóc phù hợp được những người khác đeo trong suốt buổi biểu diễn đã hoàn thiện vẻ ngoài. Kính thưa quý vị, các nhóm sau đó rất đa dạng và khác biệt. VR thêm một chiếc xe lửa màu đen trong suốt vào một chiếc váy ngắn cúp màu trắng và trang trí một chiếc áo khoác vải tuyết với tay áo bóng bay màu trắng trong suốt phòng ra phía khuỷu tay. Bảng màu pastel và các chi tiết trang trí bằng pha lê sáng bóng đã mang lại điểm nhấn nhẹ nhàng cho bộ sưu tập, đôi khi được bù đắp bằng những tấm màn che bằng vải tweed đen, thậm chí còn có hình dáng của quần dài. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bản thông báo. Trân trọng kính mời quý vị đến Chùa Điều Ngự vào thứ Bảy tuần này, ngày 27 tháng 1 năm 2024, với buổi chăm sóc sức khỏe miễn phí và tiệc tất niên cuối năm với các tiết mục văn nghệ từ gia đình Phật tử Điều Ngự, ban đạo ca, câu lạc bộ tình nghệ sĩ, nhóm thiếu nhi hoa hậu từ thiện.
và ẩm thực chay, vân vân, để cùng nhau hàn huyên ôn lại những kỷ niệm năm cũ, chuẩn bị chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 trong một sự an yên, hạnh phúc. Chương trình sẽ được trực tiếp trên truyền hình trên Facebook IBC TV và sẽ chiếu lại trên IBC TV. Ngoài ra, vé hành hương vẫn đang phát hành. Nếu quý vị phát tâm, xin hoan hỷ liên lạc về chùa 714-890-5913, 714-890-5913 hoặc là 626-614-0566, 626-614-0566. Và một lần nữa, phụ trách chương trình Sứ Ngôn Viên Lâm Hùng và Bảo Khanh xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức tổng hợp của đài BCTV, và chúng tôi cũng không quên cảm ơn những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Và xin chúc quý vị có một ngày an lạc và hạnh phúc. Xin gái kính chào quý vị.